Đó. Việt Nam 2007. À, tuần tra bộ đội hả? Ờ. Không biết. Đó, cục móc đây, Việt Nam. Thấy không? 48 5/2. Đây. Thấy chưa? Vậy là bên kia dòng sông. Dòng sông nó chảy cuồn cuộn cái gì thấy không? Nghe nước kia không? Đó, bên kia sông là đất cam. Đi đâu đây ạ? Đi lên Gia Lai. Đi đường ngoài kia chứ không đi đường biên giới đường, đường cái chỗ bà con, tôi đang ở Đắk Minh. Đây là cái bờ hồ, cái bờ hồ Đắk Minh nè. Đắk Minh nổi tiếng, đẹp nhất là cái bờ hồ này thôi. À, tôi ghé, tôi ăn trưa, sạc pin điện thoại ở đây. Bây giờ tôi tiếp tục lên đường, đi cái đường tuần tra biên giới. Tôi cũng sẽ đi như vậy, tôi đi tất nhiên phải tìm ra 14C, quốc lộ 14C. Rồi có những đoạn nào mình ủi được thì mình ủi, chứ còn đi vô là chốt biên phòng người ta không cho đi đâu. Nhưng điều đầu tiên là phải đổ xăng cái đã. Mặc dù xe tôi còn 3 cái xăng nhưng mà tôi phải đề phòng, lỡ tôi chui vô những đường xi măng như cái video trước thì không có cái xăng thì chết. Đó, tới đây người ta chỉ thẳng là đi biên giới á, tức là tôi đang đi hướng từ cái hướng Gia Lai đổ xuống á. Tại tôi vòng vô đây tôi ăn cơm trưa, tôi nghỉ ngơi nè. Đó, băng qua đường là đi vô cái quốc lộ 14 xe á, tại nó là đường biên giới. Còn bây giờ tôi sẽ đi coi cái xăng ở đâu, tôi đổ xăng cái là tôi mới đi. Ở khu này thì có cái xăng chắc rồi. Đây là cái vòng xoay nha quý vị, để coi cái xăng ở đâu. Dịp là đi luôn quý vị, coi cái thị trấn Đắk Minh nè, cũng khá lớn à. Không thấy cái xăng ta. Đây là thị trấn Đắk Minh. Thôi quay đầu lại, cái xăng nó phải nằm ở dưới kia. Nếu như hồi sáng mà tôi không đói bụng, hoặc là tôi không cái camera tôi mà nó không hết pin nữa là tôi đi luôn, là không bị chặn lại nha quý vị. Còn bây giờ mà quay lại là người ta hỏi biên phòng, ta hỏi giấy tờ rất là mệt. Quốc lộ 14C thì nó có những đoạn nó thuộc đường vành đai biên giới. Tôi sẽ tranh thủ những lúc nào mà ấy tôi lũ xuống đường bê tông. Hy vọng đi vô một khúc tới quốc lộ 14C thì có cái xăng. À đây cái xăng này quý vị. Nè đó. Vậy mà nãy đi ngang không thấy. Đây, ghé đổ xăng cái nhà bà con rồi bắt đầu đi ra 14C. Xăng xong rồi, đổ 55.000. Đó, quý vị thấy không? Đắk Nông, Đức Minh, quẹo tới phải là đi biên giới. Là đi ra đường đó, ra cái đường đi biên giới là quốc lộ 14C đó. Tôi có coi sơ bộ trên Google Maps rồi, có những cái nó sát luôn. Nó tách cái 14C ra, rồi có những cái đoạn 14C nó thuộc là vành đai biên giới. Thì cũng giống như hồi sáng tôi đi vậy đó. Tôi đi cái tôi tách ra, cái tôi thấy ở dưới đường bê tông quá đẹp, tôi lưỡi vô. Đó, quốc lộ 14C nè quý vị, chỉ bản đó quý vị. Đây nè, đây là quốc lộ 14C nè. Còn nãy mà đi thẳng theo hướng đổ, à, đi cái hướng mà ngược lại là quanh cái hồ là đi theo quốc, đi theo quốc lộ 14.
đầu tiên đi cái quốc lộ 14 xe này. Nhưng mà tôi sẽ có những đoạn tôi xin lũi xuống sát biên giới với Campuchia. Đây, hết thị trấn Đắc Minh. Một thị trấn rất đẹp, nhỏ mà rất là xinh đẹp. Ngục Đắc Minh, di tích lịch sử cấp quốc gia, ghê không? Hồi xưa người Pháp họ lên đây họ làm đồng điền cao su luôn đó nha bà con. Họ qua đây họ dạy người Việt Nam rằng cao su là khu Đắc Minh này luôn á. Anh tưởng nó mới có những người nổi dậy chống Pháp. Và chính vậy mà nó có cái ngục này nè. Ngục này hồi xưa con bé Pháp làm để đó, khu vực biên giới đó. Đây là khu vực biên giới đó không quý vị. Tôi đây một hồi mà tôi nhìn thấy những cái đường nào mà người ta đi rẫy á, người ta lủi vô đó là tôi lủi thôi, chứ không có đi vô cái chốt biên phòng được. Vô chốt biên phòng là người ta không cho vô đâu, người ta chỉ cho dân cái khu vực đó thôi, với dân Campuchia thôi. Còn mình mà mang đi chơi là dứt khoát là người ta để đỡ rất rối, tại vì đó người ta không cho mình đi đâu. Đồn biên phòng Đắc Lao. Sáng tôi đi nguyên cái đường sát rồi mình đại biên giới không có ai á, chỉ có tròi của những người làm rẫy thôi. Mà những người làm rẫy thì họ là họ cắm cúi làm rẫy chả có ông biên phòng nào đi tuần tra cả. Từ đây mà đi lên Gia Lai chỉ có 131 cây thôi. Đi cái quốc lộ 14 á thì nó gần hơn, nhưng mà không biết nó nhanh hơn không thì tôi không biết. Nhưng mà đi những cái đường này thì không có cảnh sát giao thông bắn tốc độ. Đi đây thì đi lên tới Đức Cơ luôn á quý vị. Đường này nè, nói chung là đi tới trên Ngọc Hồi lên tới ngã ba Đông Dương luôn á, là cái đường 14 xe này nó mở cỡ đó đó. Từ Đắc Minh ra là mà đi ngang lên nó suối đó vậy thấy không, ô nhiễm môi trường nè, kiếp chưa, bị cỏ nó che rồi không thấy. Việt Nam
vấn đề xử lý môi trường rất là kém. Quý vị nhìn thấy bạt ngàn trong kia là rẫy của người đó, phải qua cái đoạn kia gặp cao su, thì cao su đó là của người Cam, xanh xanh ở sông sâu trong kia đó, còn tiền đâu là rẫy của người Việt. Nhưng dọc đây người ta vẫn để cái bảng vành đai biên giới. Khi nào tôi thấy cái đường bê tông á, tôi đứng đây tôi thấy đường bê tông là chỗ này mà đi Đắk Lắk ấy, qua Đắk Lắk ấy, nó có 39-40 cây thôi, rất là gần. Quý vị thấy cây vậy chứ thực ra nó chỉ là rừng, gọi là rừng, gọi là gì ta, ngụy trang thôi chứ không có rừng đâu quý vị, đó tiêu lời ra đó. Nãy giờ không có cái đường xuống ta, ngay từ đầu ngay cái chỗ kia nó có một cái đồn biên phòng nhưng mà biết là vô không được, không có đường là xuống ta. Người chạy lại, chạy ngược, chạy xuôi đó, rừng đó. Trời chuyển mưa âm u thiếu nắng là cái gâu rồ này nó vô nó không có đẹp như bà con, thậm chí mà nó thiếu ánh sáng nó còn rung nữa chứ. Phía bên Đắk Cam á, còn rừng còn nhiều, tất nhiên cũng rừng bụi thôi, tại đây nó giáp Việt Nam, hồi xưa mình cũng lụm nó hết nhiều rồi. Còn bên phía Việt Nam á là rừng trồng lại nha bà con, cây nó lưa thưa nhìn nó biết. Còn anh Campuchia thì cái chỗ nào mà trống ra là anh trồng cao su á, cũng hợp lý, thì hết cây rừng rồi. Mấy khúc cua này mà đá dâm bông mà chủ quan là trật té chết luôn, có giỡn đâu. Nếu chọn mà đi lên Tây Nguyên mà đi, tôi sẽ đi quốc lộ 14C, tôi không đi quốc lộ 14 đâu. Cái thứ nhất né được công an, cái thứ hai đường nó mát hơn. Đi đây là lên tới cửa khẩu Lệ Thanh luôn, 209 cây dữ dằn thiệt. Có khi ngày mai tôi có mặt ở cửa khẩu Lệ Thanh cũng có. Tôi hướng lên tôi đi dữ lắm. Đi Tây Nguyên tôi sẽ chọn đi
cái cặn mà đi trong rừng này nè. Bây giờ mới có 2:20 à. Mà chỗ nào mà ánh nắng nó chiếu không vô là không có thấy đường luôn. Đi trong này thì nếu mà dừng lại là nghe tiếng chim hót líu lo đó nha bà con. Điểm sinh thái Đắc Ken à, trong này nó có cái điểm sinh thái này, Đắc Ken. Ồ, đường khu này nó hư hết rồi. Xe lại vô ta chở gỗ đây. Gỗ gì không biết. Wow, lật rồi. Con tên nó lật rồi. Chở cây bị lật. Ồ, dữ quá, qua cái hố này bị lật. Mới lật vậy thôi. Được quá luôn. Quý vị thấy không? Cái đường ngon, cái chủ quan tới ngay cái ổ nó sập lật lọng liền. Mà cái ổ đó tôi thấy ráp rất là bình thường, đâu có gì mà lật lọng. Chỉ là chủ quan thôi. Đó, ôm những cái cua này mà đó. Ổ gà nó nhỏ nhỏ thôi, nó sụp nó lật cái mặt này. Chủ quan là đi bằng đít lên. Cái đùa đâu. Lật cái đó thì chết không chết đâu, nhưng mà bị thương. Chấn động luôn. Quốc lộ 14C Ken đây. Nói chung bà con nào ham đi thì đi cái đây cũng được, cũng đẹp. Còn rừng cây nhiều mát mẻ, cũng không nhất thiết phải lũi xuống sát bên tay trái tôi nè. Cái đường sát cái biên giới, như cái đoạn tôi đi từ Quảng Trực lên làm gì lại đi vô đó. Đường bê tông cái độ rủi ro nó cao hơn như quý vị. Ví dụ ở đây chứ thỉnh thoảng không có người, xe cổ nó hư thì ok, chứ trong đó là không á. Trong đó gần dân đi rẫy không phải đi kiếm á. Đây có chỉ gì, bạn chỉ gì đây. Đồn biên phòng 749 34 cây, đồn biên phòng Đắc Mai 2 cây. Tôi đi qua hướng bên đồn biên phòng Đắc Mai. Rồi à, đi đầu đường phòng 749 chứ. Rồi bắt đầu tới cái đầu biên phòng đó tính tiếp. Rồi đi vô cái đường vành đai biên giới á. Ồ đường. Ngay cái chỗ này đi tới thị trấn Đắc Min 16 cây. Đang thi công sửa đường, đường hư cũng khá nhiều. Đấy, sửa đường đó. Để ta qua cái mộng quơ người ta cắn chết tôi luôn. Cạch móc của đường là đường bầm dập đó quý vị. Để tôi tới cái đồng biên phòng kia mà tôi thấy có đường lũi vô, cái tôi lũi vô luôn. Đi ra đang sửa đường rồi. Hư đường, có cầm bóng nè. Có cao cao. Rồi, vượt qua đoạn sửa đường rồi. Sửa đường tiếp.
rừng rẫy gì không đâu con, có dân rồi đi chơi đó. Không biết họ chở gì mà tôi thấy người nào cũng chở cái bao đó phía trước hết. Nói chung ở rừng thì nhiều thứ lắm. Ôi mưa rồi, mưa rồi, đừng mưa ông trời. Tôi có đem bộ mưa nhưng mà tôi rất ghét đi mưa. Không sao, phía trước đang sáng sủa. Bà con thấy chữ không? Vùng cấm, no admission, 3 tiếng, tiếng Việt, tiếng Cam với lại tiếng Anh. Mà bên này là của Việt Nam đó. Leo qua còn có mấy cây với rừng đâu còn nhiều. Đó, phía bên này mà đi vô sâu nữa, qua cái lớp đó mới tới Cam còn của Việt đó. Đó. Cái đường 14C đó nè, nó nói cái phát lên tới. Tới lên trên ngã ba Đông Dương luôn. Hôm nay tôi đứng lại tôi đi vệ sinh, giờ đi tiếp nha bà con. Mưa nha bà con. Mưa không lớn, mưa bay bay. Đủ ướt rất khó chịu, tôi mặc bộ đồ đi mưa cho tôi đi. Không có chỗ nào nấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đang ở giữa rừng thì không nên dừng lại. Giữa rừng cái gì đó không có ai hết. Mà trời thì mưa nữa. Tôi quay mẫu một đoạn mưa cho quý vị coi chơi. Tôi rất ghét đi mưa nữa chứ, tôi đi mưa là tôi đi chậm lắm. Chậm một nửa luôn á. Khu này là đường bê tông nha quý vị. Khúc này là khúc thuộc vành đai biên giới luôn nè. Tức là có những đoạn 14C nó ăn ra thành vành đai biên giới, tức là nó sát bên Cam. Rồi có những đoạn nó ăn xa ra. Đây khu này là khu vành đai biên giới nè. Nhìn cái đường bê tông này là biết nè. Có những cái bảng nè. Quay đoạn mưa cho quý vị coi. Đường mưa trơn, cái xe dựng nè, anh chở anh chạy thận trọng ghê không, chạy ra nãy tại có chiếc lật rồi đó, anh thấy rồi, đường này trơn lắm, bê tông mà hắn cái lật động à, nãy có chiếc lật động rồi là anh bắt tay thì anh thấy rồi. Rồi tôi mà tạnh mưa là tôi cởi bộ đồ đi mưa liền, bộ đồ đi mưa nó nóng dữ lắm. Chỉ dẫn nó tôi coi cái gì đây. Đồn biên phòng 749-29, đồn biên phòng Đắc Đam 2 cây. Để tôi lưỡi với đồn biên phòng Đắc Đam rồi tôi đi coi coi được không. Không được thì đi ra. Đây, đường này vô đồn biên phòng Đắc Đam này. Đi vô đi theo cái đường vành đai biên giới, sát biên giới luôn coi. Trời, còn không được, không cho họ không cho thì mình đi ra nha bà con, đâu có gì đâu. Cầu yếu này, có đường bê tông không? Nếu có đường bê tông thì đi, còn không có thì đi ra. Chắc đi được đây, đó đây, sát cái vành đai biên giới luôn. Đi về mới đi chứ. Cầu hiểu. Nè, nó có xe lớn đi vô nè.
vành đai biên giới này bà con. Đây đây nè, cái chữ vành đai biên giới này đó, như vậy là đây nè, đó bên tay trái chữ vành đai biên giới đó. Rồi vậy là đi thẳng nha quý vị. Vậy là tôi đi sát biên giới Campuchia tiếp nha, không theo quốc lộ 14C nha. Đúng rồi, đúng là hết. Ở đây bên này là gì đây? Bia tưởng niệm các liệt sĩ của cái nào đây? Đây đây, nó đường vành đai biên giới đây, đồn biên phòng Đắk Đam. Đúng rồi, Đắk Đam đó quý vị. Đi đây là sát luôn nha quý vị, tôi thấy cục mốc rồi đó, bên tay trái đó. Tôi thấy cục mốc của biên giới nó nằm bên tay trái đó, nhưng mà hiểm cái bây giờ đi vô đây trời nó âm u mà nó mưa, chiều nó tối là quay video cho nó hơi xấu vậy thôi. À, vậy là tôi đi một tí, là tôi đi một xíu cái quốc lộ 14C đó thôi nha. Còn đây là Đắk Cam nha. Cái đường này không có bê tông luôn, đường đất đỏ luôn, nhưng mà không sao, đi vẫn được, mình dân chơi mà sợ gì mưa rơi. Đồn biên phòng Đắk Đam. May mắn quá ngay bà con, lũi vô cái ngay cái vành đai biên giới này, hướng đi lên Buôn Ma Thuột nè là nó tạnh mưa, nên tôi phải ngừng lại, tôi thay bộ đồ khác, lột bộ đồ đi mưa vô cho nó hơi nóng, chịu nổi đó. Đó Đắk Cam đâu quý vị. Còn bên này sát bên này một đường nhỏ vậy thôi là Đắk Việt nè. Tiếp tục lên đường nha bà con, đứng lại vệ sinh, hút điếu thuốc. Ở đây chim kêu rất là nhiều nha bà con, còn chim rất là nhiều nha. Đường này đoạn này đoạn đất đỏ, không có bê tông và không có thấy rẫy gì cả, thấy rừng. Không biết đi một tí thì có lò ra rẫy, không thì tôi không biết, chứ không có thấy rẫy như bên như cái chỗ mà từ Tuy Đức đi lên trên Đắk Minh. Ở đây thì mưa nắng hay là cái gì chiều chiếc gì cũng phải tranh thủ đi cho nó hết. Ở giữa rừng này thì cũng mà không chừng giữa rừng thì nó an toàn hơn đó chứ ha, không có ai hết. Lỡ có chuyện gì mình ngủ trong rừng luôn, cũng đâu có ai đâu, để ra ngoài có người nó sợ nó lụm mình chứ không. Giữa rừng có khi an toàn hơn á. Bên tay trái đó quý vị, nãy tôi thấy họ làm cái giống như cái barrier vậy thôi, tức để phân chia cái lộ giới, cái biên giới hai quốc gia đó, đơn giản vậy thôi, giống như ở biên giới bên Tây Ninh vậy đó. Hình như phía trước xa xa kia là tôi thấy đường có vẻ bê tông rồi thì phải, hy vọng là vậy. Đây vành đai biên giới, như vậy tôi hiểu rồi. Cái chỗ nào mà đồn biên phòng hơi lớn lớn á, mà có người qua lại á, có xe hơi, có xe cộ qua lại á, có người Việt và người Cam qua lại á, thì mấy anh biên phòng ảnh gác, ảnh hỏi giấy tờ. Còn những cái đồn biên phòng nhỏ nhỏ như vậy thì ảnh không thấy đâu cả. Tôi là nãy tôi đi, nếu mà ngay Đắk Minh mà tôi quẹo vô cái biên phòng lớn lớn là mấy anh chặn lại, mấy anh không cho tôi đi. Đó, bây giờ là nó lòi ra lại quốc lộ 4C. Còn mà cái đồn biên phòng nhỏ nhỏ thì mấy ảnh cho không cho qua thoải mái đó. Như tôi đi lần đây là một khúc rồi đó, bây giờ nó lòi ra lại cái 14C, tức là nãy giờ đi bọc một cái vòng đai, chút nữa nếu nó có tiếp tục một cái đồng biên phòng nữa tôi sẽ tiếp tục lũi vô cho quý vị coi. Đây 14C đó, ra đây thì đi vui hơn, thỉnh thoảng có người.
cho tốc độ 70 luôn, ngon quá. Ngon ghê chưa? Đường này ngon chưa? Khúc này ngon nè, khúc nãy hư nè. 50. Thì ra có những đường nó bí, tức là sát cái mình đại biên giới, nhưng mà nó chắc nó thuộc bên đất cam, thử là phải bọc trở lại ra cái 14 xe này. Đang sửa quá nhiều quý vị, từ cái đoạn đất Minh lên đất Lắc sửa quá nhiều, nên cứ đi chơi rồi thì cứ thoải mái thì cũng nên đi. Còn đi chơi như kiểu tôi thì tôi đi mấy cái đường kia nát bét rồi, bây giờ tôi phải kiếm đường mới tôi đi nè. Ta đang sửa chữa đây quý vị thấy không? Đi đường họ không đi được nữa kìa. Quay lại ha. Rồi ok ok, đâu có biết đâu, đâu có thấy đâu, đâu có thấy đâu. Tôi xuống luôn cái này nhá. Anh đi thằng này thì không được. Ông kia ông báo quay lại. Thôi được rồi, lỡ rồi. Còn chả bắt kêu quay lại thì cứ quay đi, xuống đi đi. Nhưng mà tôi xuống ngay đây luôn. Thằng tôi anh đi đây đi, mang xe cố coi. Vậy đi ha. Anh đi luôn anh, không sao đâu. Ok, cảm ơn nhá. Giám sát thì tập ta nói vậy chứ. Ừ. Phải mang xe đây chứ. Ok. Cái khung này lũi dưới đây đi. Lũi dưới đi trong cái đi đường kia được không? Dạ được ạ. Lũi vô. Đi đây, không biết đi đâu, đi thôi. Vô đi đường vành đại biên giới luôn, đi sát biên giới Campuchia luôn. Đây 14 xe nó đang sửa đường. Đây mình lại tiếp tục đi sát biên giới với Cambodia luôn nha quý vị. Đó đây. Có lý, có lý. Ra 14 xe, có những đoạn đó là đất cam bên kia. Tức là quý vị đi cái ngoài cái 14 xe đó thì không ai được phép hỏi bạn quý vị, tại nó là đường quốc lộ, được dân cư đi một cách thông dụng. Còn đi đây thì bộ đội biên phòng người ta được quyền hỏi quý vị, hỏi giấy tờ, hỏi căn cước công dân. Thực ra tôi khoái đi hôm nay hơn, dòm dòm chơi đi, đi giáp với cái đất của Campuchia, vô rừng nè, nó xa lắm nha bà con. Có những đoạn mà từ cái quốc lộ 4 xe mà vô ngay cái đường này nè, đường vành đai biên giới nè, nó xa dữ lắm, nhìn trên Google Maps nó xa thăm thẳm luôn. Đây nè, vẫn có những người đi nè, người ta đi rẫy nè, hoặc là bộ đội biên phòng nè chẳng hạn nè. Bộ đội biên phòng mặc đồ lắm, bộ đội biên phòng. Đó chẳng hạn như nãy anh đó, anh được quyền dừng tôi lại, anh ở giấy tờ đó, tại anh mặc đồ biên phòng mà. Cái gì đây? Cấm săn bắn khu vực heo gì? Đi nhanh quá anh thấy. Có cột mốc
đàng hoàng chứ bộ, còn bốc cái số đàng hoàng chứ bộ. Cầu này đó, người ta đi rẫy đi rừng đó. Chỗ cái đường dây điện đó là đất của Cam rồi đó nha quý vị. Bản gì đây? Thẳng Gia Lai, đồn Nạm Na 751. Mình đi qua đồn Nạm Na đó, đi thẳng đi Gia Lai luôn quý vị. Đi cái vành đai biên giới này nè đó. Nhưng mình đi qua cái đồn luôn, đồn Nạm Na. Đi thấy cái đồn Nạm Na. Còn đó quý vị có thể đi thẳng lên Gia Lai. Thì hồi nó cũng ra vòng vòng thôi, nó cũng ra cũng đi hướng lên đó được luôn. Nhưng mà tôi là tôi khoái đi. Đi sát cái vành đai biên giới chơi mà. Ồ, trong đây còn rừng nhiều. Đắk Lắk nè, 20 cây nè. 20 cây là tới địa phận của đất của Đắk Lắk. Nó xẻ gỗ, gỗ vẫn được bị, gỗ vẫn bị hạ xuống nằm một đống đó quý vị thấy không? Rừng lưa thưa à, toàn là cây bụi không à. Cỏ mực rất là nhiều, cỏ hôi bà con, có chỗ kia là cỏ mực, có cỏ hôi. Đi đâu đây ạ? Đi lên Gia Lai. Gia Lai đi ngoài kia. Anh đi đường ngoài kia chứ không đi đường biên giới. Đường nha. Đường cái chỗ nãy mà chỉ đi Gia Lai hả? Tại vì ngoài kia cái chỗ khúc kia nó bị... Thôi đi được, đi. Ờ, cảm ơn. Tại nãy khúc kia của ngoài 14 xe nó đang ủi, nó đang sửa đường quá, mấy ông chặn lại. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ờ. Tôi nói quý vị, mấy ông đó làm chuyện gì đó. Tại vì một ông biên phòng chặn lại không cho đi, bảo đây là đường sát biên giới, còn một ông kia là một ông xe tải, mà ông xe tải thì kêu đi. Còn là cái gì hiểu rồi đó, đi lẹ đi chứ, camera tôi để đây nè. Nói vậy thôi, mình không nên nghĩ xấu nha quý vị. Có thể người ta thấy mình đi giờ quay ra bất tiện quá, người ta cho mình đi. Còn cái xe đó nó chở gì tôi không biết, chở gỗ chở gì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy, tôi mới nói với quý vị là một số cây hạ xuống đó. Ồ, qua đây đường bê tông rất là ngon. Hồi nãy tôi nói nó cái đầu biên phòng nằm gì tôi quên mất tiêu rồi. Tôi để full video mà tôi chạy tăng tốc tí nha bà con. Bây giờ 3 giờ chiều rồi, hơn 3 giờ rồi mà chạy rề rà quá ở trong rừng, là ở trong sát cái vành đai biên giới này, là lỡ mà nó hư xe thì cũng hư lắm.
hoặc nó gặp sự cố gì thì nó khó. Tôi chạy tăng tốc đi. Mình trả lời tỉnh bơ đi Gia Lai. Anh tài xế thôi, đi đi đi. Anh biên phòng thì anh còn chần chừ. Thôi đi chứ rồi. Đường khá đẹp. Thẳng băng kia thì chạy vô tư luôn. Chưa cự mấy anh cái tội gây ách tắc giao thông, đậu xe giữa đường để máy cưa rồi giữa đường ở chợ đó. Bên tay trái quý vị là dòng sông nè, tức là bên kia dòng sông là đất Cambodia đó quý vị. Để tôi thấy cái chỗ nào nó trống trống tôi quay cho quý vị coi. Dòng sông này là dòng sông gì, nó có tên đàng hoàng mà tôi không nhớ. Bữa tôi coi trên, tôi coi trên Google Maps đó quý vị. Đây cái đường vành đai biên giới nè đó. Dòng sông đó Việt Nam nè đó. Cái gì thấy không đó, cục máu đây Việt Nam. À, 48/5/2. Đây. Thấy chưa? Gì thấy không? Như vậy là bên kia dòng sông. Dòng sông nó chảy cuồn cuộn cái gì thấy không? Nghe nước kia không? Đó, bên kia sông là đất cam. Đó nè. Ô, dòng sông này lớn vậy, vô đây mà câu cá là bá cháy nha. Nè. Sông chảy cuồn cuộn luôn thấy không quý vị? Đó. Sông chảy cuồn cuộn luôn. Được chưa? Như vậy bên kia dòng sông là đất cam. Mà nãy tôi đoán đúng rồi, đi vòng vòng. Thôi bây giờ đi ra, đi tiếp tục lên đường. 48/5/2 là gì mình không hiểu. Đây là ký hiệu của bên biên phòng thì người ta hiểu liền, còn mình không hiểu. Rồi, cục móc đây. Mặt sau. Rồi. Qua cái đường này, bên này sông của Việt Nam, bên kia sông của đất bạn Cambodia. Bây giờ xe tôi để đó, lên đường đi tiếp nha bà con. Tiếp tục lên đường. Dân chơi nào sợ mưa rớt, lên đường. Đồng Nậm Nai, đồng Đắk Đang đi thẳng luôn. Đây. Nếu đi đây là quẹo phải là ra quốc lộ 4C giờ. Ô đường này dơ quá. Giờ ta lại tiếp tục đi lên cái đầu Nậm Nam này. Cây
rừng cam đôi A nó vậy đó quý vị. Cây nó trắng trắng thẳng bung vậy đó. Hồi tôi qua Cambodia tôi biết mà, tôi này rừng này còn những cái cây này thực ra những cây da này có vậy, cây rỗng ruột này, nhưng mà nó bự nó vẫn là rừng. Nhưng mà rừng đây vẫn thua so với cái đường qua cái khu Bùi Gia Mập tôi về lại Bình Phước á, rừng vẫn dày keng luôn. Cái rừng này chứ vẫn thua, đường bên đó khó đi hơn đường bên này luôn. Cái mà video mà quý vị đang coi rất là nhiều đó, mấy chục ngàn view đó. Tôi hên lâu lâu mới được video vài ngàn view, còn lại lèo tèo quá vài trăm view không, mà video nó nhiều đó. Sự phân chia biên giới giữa Việt Nam và Campuchia bằng một con sông. Tôi đi nhanh tí nha quý vị. Giờ 3 giờ 15 rồi. Mà đang ở trong rừng và đi sát biên giới với Campuchia. Tốc độ nhanh quá thì nó vô video nó không có đẹp, mà đường này thì phải chạy tranh thủ đặng tới chỗ nào đó núp chứ, chẳng là ở trong rừng giữa đi có vậy. Nó không bao nhiêu là còn đó mấy chục cây nữa là tới Đắk Lắk rồi quý vị. Thích thì tách ra ngay cái cầu Sierra Bốc đó quý vị, rồi chạy lên Buôn Ma Thuột. Còn không đi qua một số trung tâm huyện đi hướng Gia Lai thì vẫn có chỗ ngủ ngon lành, có vấn đề gì hết. Tôi tiếu tá chơi cho quý vị cho vui mà. Tại tôi đi tôi không theo đồ ăn, không đem theo nước uống. Chứ tôi đem theo thì tôi ở giữa rừng thì cũng không có thua gì tôi. Tôi mang theo cái dẫn luôn. Vô tôi kiếm cây rồi tôi ngủ phà phà luôn. Đi đây nghe cái mùi của rừng nha quý vị. Đường rất là đẹp. Quý vị nói đi quốc độ 14C nó cũng là vành đai biên giới, nhưng mà nó chỉ là một số đoạn thôi. Còn đây là tôi đi len len luôn trong cái vành đai biên giới này luôn. Rất là nhiều người thích đi nhưng mà không dám đi, lý do nghĩ rằng là biên phòng họ sẽ chặn lại. Nhưng mà họ đâu có chặn đâu, đi đó, đang đi nè. Tôi đi một phát lên tới trên ngã ba Long Dương luôn á. Lần đầu như tôi đi từ cái đường vành đai biên giới của tôi đi từ Tây Ninh đi lên tới trên Công Tâm à, lên tới ngã ba Long Dương đi ghê thật chứ. Sau chuyến đi này khi tôi rảnh tôi sẽ xuống tôi đi cái đường vành đai biên giới phải ra quốc lộ 4C quý vị. Đây là cái đồn biên phòng này, đi luôn nè, đâu có ai gác đâu, thấy không à. Bắt đầu tôi rảnh bắt đầu tôi đi đường vành đai biên giới ở dưới miền Tây, Long An, Kiên Giang, rồi đó, An Giang rồi đó, nó cũng là biên giới với lại Campuchia. Nên tôi sẽ có một bộ sưu tập vành đai biên giới Việt Nam.
lên nữa thì ra phía Bắc luôn. Tức là đi theo cái dòng cái vành hình chữ S ở Việt Nam nè, mà chỗ nào cũng cái áp biên giới là đi hết. Mơ thôi, nhưng mà thực hiện được à, tôi có khả năng tôi thực hiện được à. Có sức khỏe và có tiền là đi hết. Con độ mà độ liêu mạng à, tôi có rồi. Tôi đi solo mình là cũng quen rồi. Những đường mà vành đai biên giới mà hiện tại giờ tôi đi đến giờ đó, cái đường mà chán nhất là quý vị biết đâu, từ cái cầu vành đai biên giới ngay cái chỗ mà đồn biên phòng mà Tống Lê Chân đó, mà đi về cửa khẩu Hoa Lư là cái đường nó chán nhất đó. Không có rừng, không có gì, toàn là trại heo đó. Đi qua nguyên cái huyện Lộc Ninh của nó toàn là trại heo, không có gì đó. Đất thì nó khô cằn. Ở đây có trúc đẹp quá nè, quý vị thấy khu này trúc đẹp ghê không? Chạy từ lại cho quý vị coi nè, cây cũng còn thẳng tưng nè. Mà tới cái đất của Đắk Lắk á, nó chỉ còn có 10 cây thôi. Đất này vẫn thuộc đất Minh nha bà con. Đó, quý vị thấy đường đẹp ghê không? Ồ, xe máy cày hình bạch này thấy không? Người dân họ vẫn đi làm đây được thấy không? Ồ, bộ đội, biên phòng không? Biên phòng đó, mặt nhỏ nhỏ không à? Mặt non non không à? Thôi đi xe bạch. Tôi tưởng ổng chạy xuống dốc lên anh thắng, tôi tưởng anh nhảy, anh kêu mấy đó nhảy xuống hở coi tôi đi đâu chứ không phải anh sợ tôi qua không lọt anh dừng à, lịch sự dữ hết chứ. Biết rồi, giờ ông nội già này ông đi vô đây rồi bắt kêu ông quay ra lại cũng vậy thôi, lỡ rồi ông đi hồi cái ông cũng quẹo ra 14 xe thôi. Nhưng mà không ngờ tôi không quẹo 14 xe, tôi cứ đi hoài trong này. Nhiều của bên phía Việt Nam á, bên tay phải trúc nhiều nha.
là bên phía Việt Nam mà tôi khai thác những con đường này làm du lịch, chứ không có gì nhạy cảm để ông cho người ta vô. Đường dày thôi, không cần ngon hơn nữa. Tổ chức những cái tour xe máy hoặc đi xe đạp thế này, muốn chơi kiểu gì chơi chỗ đó là đẹp, gọi là du lịch sinh thái, tăng cường thể lực thể thao luôn. Đó, đường xá ngon, đi vô rửa rừng mát. Nhưng mà độc đáo cái là dân Việt Nam họ chưa có yêu thiên nhiên, họ phải khoái đi chỗ nào đông vui, ăn nhậu hát hò, chứ họ không có vô rừng. Nè lô này quý vị, anh thấy ta chặt, người ta chặt từng bó đó, để nữa người ta đó, ta vác về đó, chặt lô đó. Tôi đi tới chỗ nào mà nhiều mà hồi nãy trong cái bãi đó là lô đó, chặt lô đó. Tôi quay vô coi nè, ở khu này là khu trúc lô nè, sát mấy sông đó. Biên phòng Nậm Na, Đắk Lắk. Đi thẳng đây lên Đắk Lắk này quý vị. À, cái đồn biên phòng Nậm Na, vậy là cái đồn biên phòng nó nằm ở ngoài đó, ngoài đó. Nó nằm ở ngoài đó. Nó gác người không cho vô đó. Mình đi thẳng đây lên Đắk Lắk nè. Bên này nè, cái rừng này là rừng trồng lại của Việt Nam trồng này, trồng giáp với mấy sông đó. Xứng đáng để đi đó, chạy tốc độ
70 phà phà luôn nha bà con. Chỗ nào mà thẳng á 70-80 luôn á. Đường nó hẹp nhưng mà hầu như nó không có ai. Để tôi gần xe tôi cố định cái camera lại cho nó khỏi rung coi. Rồi, tiếp tục lên đường. Khu này quý vị biết là sao mà tôi biết rừng còn ít hơn Bù Gia Mập không? Bù Gia Mập lúc tôi đi về cũng khoảng 3 giờ mấy như giờ nè, 3 rưỡi như bây giờ nè, là nó không có một cái ánh nắng mặt trời là chiếu vô lọt luôn. Lâu lâu nó le que vài cái tưởng nó tới thui. Còn ở đây quý vị thấy không, nắng nó tràn ngập, có nghĩa rừng nó thưa. Còn rừng kia nó già, nó che bóng nắng á. Bên Campuchia cái bên cái vùng Red Vihia của Campuchia đó, là người ta cũng trồng cái cây này rất là nhiều, cũng giống giống như này. Cái đó làm bắn súng á, giá tỷ á. Đường tuần tra biên giới Đắk Lắk, quốc lộ 14C 1 km, tiếp tục theo con đường tuần tra biên giới đây. Tục như quý vị, nếu mà rẽ đó là rẽ ra quốc lộ 14C 1 km, tiếp tục đi theo đường tuần tra biên giới. Tới đây chắc chặn lại, không cho đi rồi, không cho đi, thôi đi ra nha quý vị, chốt kiểm soát. Hên quá, chiều là chắc mấy ổng đi đâu hết rồi, không ai hết, có cái đồ chặn đàng hoàng mà không thấy thì mình đi tiếp, nuôi gà rồi tá lả. Giờ này gần 4 giờ rồi. Chắc là mấy anh biên phòng ảnh ngủ hoặc anh đi tắm rửa nấu ăn gì rồi. Có cái chốt kiểm soát mà tôi đi ngang tôi không thấy ai cả. Gà thì nuôi quá trời luôn.
sốc kiểm soát nữa chứ. Xe rút rồi tôi tính, tôi canh tôi coi cái đường đi hướng đi lên Gia Lai nó có chỗ nào để gần gần thì ngủ lại, còn không thì đi tiếp tới một cái huyện nào đó. D749 0,3 cây số. Mà máy ảnh chốt hai đầu nè nha. Đâu đây? Tiếp tục luôn đi. Cứ tiếp tục cái đường này đi vô thôi. Nếu mình đi sát cái bờ sông là đúng. Chúng ta đu sát bờ sông ta đi thôi. Kia bờ sông thấy đây chữ Việt Nam, bên tay trái quý vị á, chim nó hót líu lo. Nãy tôi đứng lại tôi tiểu tôi nghe nó hót líu lo. Đó ta chặt lô là cái gì thấy không?
bên này nó có cái cục móc này quý vị, tôi chạy tôi không cho quý vị coi là chơi nè, quay lại cho quý vị coi nè. Mà không hiểu sao tại sao nó nằm bên này không biết. Đây nè, móc nè, Việt Nam nè, đó quý vị thấy không, 47/2/2007 nè, mà sao bên này nó thường nó nằm bên kia. À, có thể làm đây cho dân Việt Nam đi qua thấy chăng, biết chơi chăng. Đó, vậy thấy không? Nè. Đó. Nha. Làm cái vòng đai cũng rộng dữ chứ. Vậy nãy cái chỗ bờ sông kia là 48, chỗ này 47, 472. Việt Nam 2007. Đây. Quay cho quý vị coi chơi. Đừng ăn giờ ở chỗ này mà đừng có mưa thì tối ngủ sướng luôn. Có đồ ăn. À có cái bên kia khoảng đất rộng, mới đầu chắc tính làm nhưng mà quốc lộ 14 tiếp tục đi, tiếp đi, mình vẫn chơi không có sợ mưa rơi. Ở đây cây bằng lăng còn rất nhiều các bạn ạ, cây nó trắng là cây bằng lăng á. Đi vô những khu này là lý do vậy, vậy ví dụ cái cây nó bị ngã bị gì đó, nhưng mà qua hình ảnh thì nếu mà bị xuyên tạc thì nó khác đi. Ví dụ hoặc qua video mà những người nào họ có tâm á, họ vô tư á, khách quan á, thì nó bình thường, còn không thì họ nói là cái này chặt phá rồi nọ, nhưng mà lỡ cây này gãy sao, gió nó ngã là bình thường. Để đâm ra mình biết rõ thì mình hay bình luận, còn không thì cứ để cho nó tự nhiên, thấy nó gãy nó ngã nó nằm đó thì nó nằm đó. Không nên bình luận. Đường ngon quá mà. Chiều rồi quý vị mà vẫn còn nắng nè. Tất nhiên đường nào tôi cũng phải ra lại quốc lộ 14 hoặc 14 xe để tôi nghỉ ngơi. Rồi có thích thì đi tiếp thì đi, còn không thì đi. Chứ đâu có đi trong rừng này nguyên đêm được.
ong nữa nè, con bò nè, nó cũng vòng cả đuôi nè. Giờ nó chặn lại, nó đuổi đi ra cũng phải chịu thôi, biết sao giờ. Chó nè, đúng không? Đó là trồng bắp quá trời đó, nuôi heo nè, tăng gia sản xuất nè. Trong này thì chỉ có dân biên phòng ở thôi chứ đâu có ai ở. Để chữ D 747 10 cây cũng nghe chắc là tới cái đồn. Từ đây tới cái đồn 747 còn 10 cây nữa. Chắc là như vậy. Thẳng luôn. Thưa thớt rồi. Đi đâu đấy? Đi lên Gia Lai. Đi Lai sao đi đường này? Để đi lộng rồi hả? Anh quay về ngay, anh đi đường này luôn phải không? Ừ. Anh đi qua cái đường sư cá ở thế mới qua kia nhá. Ra quẹo trái hả? Ờ, anh cứ đi đường này tuần tra của bộ đội đấy. À, tuần tra bộ đội hả? Ờ. Trời, cảm ơn. Bây giờ quẹo ra đây, có đây quẹo trái đúng không? Rồi, cảm ơn. Đi lên Gia Lai. Ờ. Cảm ơn nha. Đường này của bộ đội Việt Nam hả? Quay về đi. Rồi, ok. Không biết. Không biết mà lên đây cái sóng 4G nó mất rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, quay ra hay là đó. Rồi, gặp bộ đội biên phòng mang súng AK rồi gác đuổi đi ra ghê quá. Ồ, đường này căng nghe, vậy đi ra nghe bà con. Dữ thiệt. Quẹo lại mấy căng nghe bà con, quẹo ra nha bà con. Như vậy cái chốt đó là căng đó nghe bà con. Có anh biên phòng, anh mang AK, anh đứng giữa đường luôn. Mà ảnh là người đồng bào. Tôi thấy cái chữ ảnh, tôi tưởng là người Campuchia, tôi kêu chết bà rồi sao nãy giờ đi. Đầu lọc ra lính Campuchia đứng đây nữa, đeo súng AK ấn thiệt chứ. Ông ta đi lưới, có gì đâu. Ta nó gặp giữa rừng mà gặp một ông mặc đồ biên phòng mang AK ở ngay với bộ. Không là gì, tiếp tục lên đường. Tôi đi vô trong cái vùng này là xa dữ lắm cái quốc lộ 14C rồi. Đó, giờ chạy ra nè. Đường đó là đường tuần tra biên giới đó. Ấn thiệt, không có, tức là không, chỗ đó không có một cái đồn biên phòng gì hết nha bà con. Tức là có thể là cái chốt mà lúc nãy tôi đi qua đó là cái anh này anh ra đó, anh đứng anh gác rồi đó. Chứ gì đó. DT749, để coi bây giờ phải biết đi đâu chứ. À, ra đây rồi. Rồi, đây quốc lộ 14C chắc đây rồi, đúng rồi. Rồi. Ô. Chủ quan xém té nha bà con. Rồi, ra lại quốc lộ 14C nha bà con.
còn không còn bao nhiêu cây nữa là tới cầu xe robot đó, là có một người ta ra ta đứng đó, đồn biên phòng 747, đúng rồi, 7 cây. Tức là từ chỗ đó tới đồn biên phòng 747 là 7 cây, cái chỗ anh đứng gác đó. Ghê thì không đốt cây vàng mà đứng giữa rừng đốt. Đâu, anh không ở trong, anh không ở trong cái đồn biên phòng của anh. Mà anh ra đó anh đứng giữa đường luôn. Cái gì á? Rồi ra đây là quốc lộ 4 xe nha quý vị. Chạy phà phà luôn. Cũng không có người, cũng đi như trong kia. Nhưng mà đi trong kia nó có vẻ rung rợn hơn. Biên giới quý vị thấy ghê đúng không, cái bản vành đai biên giới này mà vô trong kia còn xa dữ lắm.